Sáng 18 tháng 8, Toyota Việt Nam chính thức tung ra một vài hình ảnh đầu tiên nhá hàng mẫu xe chiến lược của hãng trong năm nay, Yaris Cross. Xe được định vị ở phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh trực tiếp với bộ đôi đang có doanh số tốt nhất thời điểm này là Hyundai Creta và Kia Seltis. Theo đó, Toyota Yaris Cross sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Vào ngày 19 tháng 9 tới đây, tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ có hai phiên bản là máy xăng và hybrid với hai phiên bản V và hybrid. Mẫu xe này khỏa lấp chỗ trống giữa Rise và Corolla Cross, đồng thời được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Việt Nam. Liên doanh Nhật xác nhận bán ra, Rise Cross liền tung khuyến mãi khuyến mại 50% lệ phí trước bạ cho mẫu xe này, điều chưa từng có tiền lệ. Ưu đãi cho xe chưa bán ra thị trường vốn không phải chuyện hiếm của ngành ô tô trong nước, nhưng với Toyota thì khác. Phần lớn những mẫu xe của hãng tại Việt Nam, nhờ sức hút từ thương hiệu số 1 về doanh số toàn ngành, luôn được khách hàng săn đón, thậm chí chi thêm tiền để dành các suất giao sớm. Khuyến mại cho xe Toyota mới bán ra giai đoạn đầu hầu như không có, xe chưa ra mắt thị trường càng không. Nhưng điều ngoại lệ xảy ra với Yaris Cross, mẫu CUV cỡ B mới nhất của thương hiệu Nhật tại Việt Nam sắp bán vào tháng 9 tới. Toyota khuyến mại 50% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản máy xăng và hybrid mức ưu đãi không quá 37 triệu cho bản động cơ xăng và 42 triệu cho bản động cơ hybrid. Ưu đãi này áp dụng cho khách mua và thanh toán trước khi năm 2023 khép lại. Khuyến mại cho xe chưa ra mắt hoặc mới bán giai đoạn đầu đã được nhiều hãng áp dụng như VinFast, Trường Hải, Havan. Để thu hút sự chú ý của khách hàng cũng như tăng tính cạnh tranh với các đối thủ, ưu đãi bằng quà tặng, phụ kiện hoặc giảm giá là những cách thức kinh doanh phổ biến. Toyota không nói rõ lý do khuyến mại Yaris Cross ngoài việc chào đón sản phẩm mới. Theo giới tư vấn bán hàng, ưu đãi chưa có tiền lệ này xuất phát từ tình hình thị trường kém sôi động, các đối thủ lắp ráp trong nước như Hyundai Creta, Kia Seltis đang hưởng mức giảm 50% lệ phí trước bạ, trong khi giá bán của Yaris Cross được dự đoán sẽ nhỉnh hơn các mẫu xe Hàn. Động thái ưu đãi cho Yaris Cross cũng là cách gây chú ý trước khi đối thủ đồng hương Mitsubishi Fox ra mắt Việt Nam muộn hơn. Từ tháng 10 năm 2022 đến 10 tháng 1 vừa qua, các đại lý của Mitsubishi tặng gói bảo dưỡng 3 năm miễn phí, hoặc 60.000 km cho khách đặt cọc mẫu CUV mới khi đó, còn ở dạng concept mang tên XFC. Theo Mitsubishi Việt Nam, bản thương mại Fox sẽ có mặt trên thị trường Việt vào tháng 12 tới để khách tham khảo. Thời gian giao xe vào cuối quý 1 năm 2024. Xe được nhập khẩu Indonesia tương tự Zaris Cross. Các đại lý báo giá dự kiến cho Mitsubishi Fox khoảng từ hơn 700 triệu giống mẫu xe của Toyota. Toyota Việt Nam chưa tiết lộ cấu hình cụ thể các phiên bản Yaris Cross. Kết thúc tháng 7 đầu năm 2023, doanh số lũy kế của phân khúc SUV hạng B đạt 11.994 xe. Trong đó, sự đóng góp chủ yếu đến từ cặp đôi Hyundai Creta và Kia Seltis với 9.197 xe đến tay khách hàng, tương đương 76% thị phần, còn lại thuộc về Honda hr và Mazda CX-3. Doanh số trên không có đóng góp của Toyota Corolla Cross và Mazda CX-30, bởi hai mẫu xe này thuộc phân khúc SUV B+. Còn bộ ba Peugeot 2008, Nissan Kicks và MG ZS không có thống kê doanh số chính thức. Thị phần gần 80% đã hình thành cuộc đua song mã Hyundai Creta và Kia Seltis trong phân khúc SUV hạng B. Trong năm 2023, Hyundai Creta bứt phá mạnh mẽ ở tháng 2 và tháng 3 với doanh số mỗi tháng hơn 1.000 xe nhưng dần hụt hơi trước kia Celtis trong tháng 6 và tháng 7. Sự trồi sụt này chủ yếu đến từ cuộc cạnh tranh về giá bán. Cuộc đua ở phân khúc SUV cỡ B sẽ hấp dẫn hơn khi sắp có sự xuất hiện của Toyota Yaris Cross. Mẫu xe này có thế mạnh về thương hiệu, thiết kế trẻ trung, động cơ hybrid và dự kiến có nhiều trang bị, tiện nghi vượt mặt bằng chung của phân khúc, tức hội tụ đủ những điểm mạnh của cả Hyundai Creta và Kia Celtis. Giới chuyên gia dự đoán, Toyota Zaris Cross có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Hyundai Creta và Kia Seltis. Lý do là bởi xe có nhiều trang bị và tiện nghi, cùng với đó là ưu đãi 50% phí trước bạ dành cho khách hàng ký hợp đồng đặt cọc và nhận xe Toyota Zaris Cross từ ngày 19 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 12.